Chào anh chị và các bạn đến video tiếp theo. Chiến lược nào sẽ giúp chúng ta mua bán bất động sản tại Bình Phước kiếm được nợ nhuận kể cả những cái thời điểm mà thị trường khó khăn như thế này? Bất động sản công nghiệp thì nó lại tuân theo từng cái giai đoạn anh chị ạ. Giai đoạn thông tin có nghĩa là thông tin có khu nghiệp thì sẽ làm đường, làm nhà máy đúng không ạ? Thì cái thời điểm đấy mua bán thì nhiều cơ hội, nhiều cái đà tăng giá. Thời điểm thứ hai là thời điểm là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì đến cái thời điểm này khi mà hạ tầng bắt đầu xây dựng thì giá bất động sản sẽ tăng. Và cái thời điểm thứ ba đó là cái thời điểm mà phát triển đó, cái nghĩa là nhà máy tỷ lệ lấp đầy cao. Thời điểm tiếp theo nữa là cái thời điểm mà kinh doanh dòng tiền, lúc đấy là doanh nghiệp, nhà máy ở bên trong đã lấp đầy hết rồi. Thì cái thời điểm đấy gọi là thời điểm ổn định. Và thời điểm nó lại tuân theo cái chu kỳ nữa anh chị ạ. Có nghĩa là mỗi một chu kỳ nó sẽ khác nhau, bởi vì bất động sản thì nó tuân theo chu kỳ mà. Ví dụ như là khi mà thị trường, cái niềm tin của người dân đến với bất động sản nó mạnh thì chúng ta mua bán rất là dễ. Nhưng mà đến những thời điểm như này thì chỉ có một số bất động sản mới mua bán được thôi. Ví dụ như là những tài sản bán lỗ hay là những vị trí đẹp. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể biết được những cái tài sản đấy và nhìn thấy được cái cơ hội trong cái tài sản đấy, kể cả những cái thời điểm khó khăn như hiện nay, thì anh chị hãy áp dụng cái chiến lược sau đây nhé. Và nếu thấy hay cũng như là bổ ích cho mọi người, hãy chia sẻ và đừng quên tặng video một nút thích, ấn nút đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung giá trị từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Và nói đến cái việc đầu tư tại một khu vực thì chúng ta có những cái yếu tố sau đây. Cái thứ nhất đó chính là hạ tầng thay đổi. Cái thứ hai là cái chính sách địa phương, có nghĩa là từ xã lên phường, từ phường từ thị trấn lên thị xã và từ thị xã lên thành phố. Và cái thứ ba là cú chạm tay của các ông lớn. Và cái thứ tư là đó chính là yếu tố thời điểm đấy. Và để tạo nợ nhuận trong một bất động sản thì nó gồm có những cách như sau. Cách thứ nhất là mua được giá rẻ đấy. Cách thứ hai là gia tăng giá trị bên trong và bên ngoài. Gia tăng giá trị bên trong là làm sổ, tách thửa và chuyển đổi. Gia tăng giá trị bên ngoài là làm đường, trồng cột điện, cây xanh. Cách thứ ba để gia tăng lợi nhuận đó chính là khai thác, mua bán, kinh doanh trên bất động sản. Cách thứ tư đó chính là chờ thị trường nó tăng giá. Thì ngay ở những cái thời điểm như này thì chúng ta có thể sử dụng hai cái cách rất là hay ở đây. Thứ nhất là mua được giá rẻ. Mua được giá rẻ có nghĩa làm sao? Nguyễn Đoàn chia sẻ ở nhiều video rồi. Thì có nghĩa là ở trên một cái đoạn đường đấy thì toàn bộ các tài sản đều đang bán với giá là 5 triệu đồng mét vuông. Nhưng mà với những cái thời điểm khó khăn như thế này thì có những người họ thật sự họ rất cần tiền, cho nên họ cần bán nhanh. Và thời gian để họ bán có thể là từ vài ngày cho đến một tuần. Và cái giá nó cực kỳ hot anh chị ạ. Có thể là chỉ 2 đến 3 triệu một mét vuông thôi. Thì mức giá như này khá là ok rồi. Nếu chúng ta mua được thì chúng ta có thể bán với mức giá là 4 triệu hơn một mét vuông thì đã rẻ hơn thị trường rồi và đã có lợi nhuận rất là hay rồi, đúng không ạ? Vậy làm thế nào là chúng ta có thể tìm được những cái tài sản như vậy? Thì phải đi vào trong dân anh chị ạ. Chui vào từng nhà dân, hỏi nhiều người và nghe ngóng thông tin. Lúc này chúng ta đóng vai trò là do thám, trinh sát, điều tra và sàng lọc thông tin, xem ai là người đang cần bán và thật sự cần bán nhanh. Bởi vì thời gian vừa qua tại Bình Phước và ví dụ như thị trường Đồng Phú thì nhiều anh em đã kiếm được tiền từ cái chiến lược này rồi anh chị ạ. Có nghĩa là đi sâu vào trong dân, tìm ra được những cái tài sản mà người dân đang cần bán nhanh. Và xin lỗi anh chị ạ, nếu chúng ta không nhanh thì sẽ mất rất là nhanh. Đấy chính là cái điểm khác biệt của cái tài sản gặp cái bối cảnh của cái người chủ. Đấy là cái chiến lược số 1. Cái chiến lược số 2 là chúng ta phải gia tăng được cái giá trị của nó. Thì ngay những thời điểm này, cái việc mà chúng ta làm đường hay là FOMO hay là quảng cáo rầm rộ thì khó lòng mang lại kết quả cao được. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng cái cách gọi là gia tăng giá trị thông qua cái việc pháp lý chuyển đổi hay là tách thửa anh chị nhé. Bởi vì cái phần việc này không phải ai cũng làm được và nó lại thay đổi tùy từng thời điểm nữa. Và cơ chế chính sách thay đổi thì cái việc pháp lý trong bất động sản cũng sẽ thay đổi. Ví dụ chuyển đổi thì nó có từng thời điểm và không phải ai cũng làm được nhanh. Cái thứ hai là phân lô tách thửa, không phải ai cũng làm được nhanh. Và cái thứ ba là làm sổ, không phải ai cũng có thể biết chắc được
khả năng cao cái tài sản này có thể làm được sổ. Cho nên là gì ạ? Nếu anh chị là những người thông thuộc thị trường đấy, am hiểu và có kinh nghiệm đầu tư, thì chúng ta có thể theo cái cách thứ hai, làm sổ tách thửa chuyển đổi. Có nghĩa đến những cái tài sản nào nó là đất nông nghiệp mà chúng ta có thể biết được, có thể chuyển đổi nên là ở được, mặt tiền đường rộng và đặc biệt nó không có sổ nữa, thì chúng ta có thể giải quyết ba cái phần này: làm sổ cho nó, chuyển đổi nên là ở cho nó và tách thửa cho nó. Thì Nguyễn Đoàn tin chắc rằng nếu chúng ta tìm được những cái tài sản như vậy thì cái lợi nhuận của chúng ta sẽ cực kỳ lớn đấy chị ạ. Và Nguyễn Đoàn hiện nay cũng đang làm cái cách đấy. Có nghĩa là những cái thời điểm như vậy chúng ta phải đi nhiều hơn. Cơ hội hiếm, nhà đầu tư thì nhiều và người mua thì cũng nhiều. Cho nên chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội nhỏ nhất thì mới có cơ hội có được những lợi nhuận tốt khi đầu tư được. Còn cái việc mua bán phổ thông thì vẫn cần, nhưng mà cái lợi nhuận nó không cao. Và đầu tư bất động sản thì chúng ta chỉ mong muốn có lợi nhuận thôi, đúng không ạ? Và trong thời gian vừa qua, Nguyễn Đoàn cũng giúp rất nhiều anh chị sở hữu những cái tài sản khác biệt, giá rẻ ở Bình Phước rồi. Và có những tài sản có thể chuyển đổi, có thể làm sổ, có thể tách thửa được. Vì vậy anh chị nào mà chúng ta cần kết nối Nguyễn Đoàn để có những cơ hội đầu tư như vậy thì hãy kết nối ở bên dưới nhá. Và vừa rồi chính là hai cách anh chị có thể áp dụng với mọi thời điểm, với mọi thị trường bất động sản, mua được giá rẻ bằng cách đi vào trong dân và thay đổi giá trị bên trong. Thì đấy là những cái chia sẻ ở video ngày hôm nay. Anh chị và các bạn có thể áp dụng. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho mọi người. Và đừng quên tặng video một nút thích, ấn vào đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung giá trị từ bất động sản Bình Phước, Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.